cả nhà, cái lỗ này thấy gì nè cả nhà. Gì vậy? Ê! Ui! Cái gì vậy Tân? TV xin mến chào ông bà cô chú chị, chào ông bà cô chú chị, chúc tất cả ông bà cô chú chị ngày mới tốt lành, tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ nha. Thì ông bà cô chú chị để trở lại những căn nhà quan u ám ma mị có vong linh, mỗi căn nhà sàn. Thì hôm nay hai anh em sẽ trở lại khám phá đi với Bình Tân nha. Bây giờ thì chắc lẽ không nói vòng vòng nhiều để làm gì, thì chuẩn bị đi vô ạ. Tâm sẽ bắt đầu đi vô nha cả nhà ha. Đi vô trước nha, em Tân nha, em Tân đang đứng ngoài. Bây giờ mình đi vô nha. Ôi trời ơi. Cả nhà thấy một cái điều lạ không? Là nó bị sụp cái này rồi cả nhà ơi. Ừ, nó sụp cái này rồi cả nhà nè. Nó sụp cái này rồi nè. Ủa, nó gãy cái cầu luôn rồi. Ủa, gì sao đi trời. Giờ mà đi vô nha cả nhà nha. Ở xung quanh này là những cái vườn mít. Đi vô nha cả nhà nha. Hầm bỏ là có dụng linh làm cho anh em mà chạy té khối luôn. Đi với làm gì? Ừ, cái này sập luôn rồi, đúng rồi. Trời ơi, cái cầu gãy cái nào. Dạ ông Lâm. Đứng gần gãy luôn bây giờ ba. Cái gì vậy? Cái đụng như trên to nè, trên đốc nè. Ôi trời. Thì để xin phép. Thì ông bà cô chú chị có lẽ ấy. Ê, mô Phật, con dạ. Thôi, con dơi, lại là con dơi nữa. Con dơi hôm bữa đó. Thì ông bà cô chú chị cũng như thường lệ Lâm sẽ xin phép trước và vô đây mình cũng sẽ đốt nhang ở nhà hai tầng ha. Nam mô Di Đà Phật. Trời lột giò gãy giò đang. Đi dưới đây sập. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Án Ma Đi Bát Quan Hồng, Nam mô Án Ma Đi Bát Quan Hồng, Nam mô Án Ma Đi Bát Quan Hồng. Dạ con Lâm xin các chư vị các vong linh ở nơi đây, Lâm hai anh em Lâm xin phép quay video chứ không ý phách gì cả. Giờ Lâm sẽ hai anh em vô đây thắp hương ạ. Ủa không lẽ cái nhánh cây này mới thầy rớt sao? Đây nè. Cái cây rớt đâu ba nó đứng to trên nhà gì vậy? Ủa? Lăn lăn là hả? Vậy hả? Mưa luôn rồi cô bác ơi. Sao làm cái đùng vậy? Anh em đi giờ này cũng khá là tối, nhưng mà giờ này thì có lẽ mình cũng hơi bị may mắn, không sợ đi đi. Rồi mình vô tới đây thì nó cũng rất nguy hiểm, người ta có chuyện gì rồi sao đây, chạy sao chạy đi. Ê, bữa nào ông đóng bự quá nào ông làm coi chừng em lắm. À. Ngay cái cạnh bàn thông thiên nè. Kệ ở dưới bự kìa má nó. Khá là nguy hiểm nha, ông này nó quách á. À, ông bà có chú gì nè. À, ông bà có chú gì nè, nó thấy chưa. Trời ơi, nó đánh sầm mặt luôn này, ông bà có chú gì. Thế rồi, thế rồi. Dạ nha, mình vô đi ha. Nhưng mà trước khi vô đây thắp nhang thắp hương cái đi ha. Vô mình phép đi. Xin phép rồi, giờ mình cũng quay đi quay lát nữa mình sẽ làm cái nghi thức. Không, bây giờ anh em làm nghi thức sao bây giờ anh. Ủa cửa này hôm bữa đâu có mở đâu ta. Cửa khiếp đây rồi mà. Hả? Ủa sao nay anh cứ nhắc luôn rồi. Ôi trời. Vừa đẩy quá rồi, mình lật động luôn. Cứng dữ vậy trời. Hả? Bây giờ Lâm sẽ đặt cái máy, Lâm đốt ra ấy nè. Lâm đặt cái máy, Lâm sẽ hả?
Bắt hương đấy không ạ? Bắt hương. Ông bà nó ở. Bắt hương đảm bảo đi tí mình sẽ làm cái nghi thức ở ngay chỗ cái vị trí mà người anh trai mình vừa hổng chạy đó nha ông nhớ vị trí đó. Nhớ rồi. Cái vị trí đó mình không biết ổng thấy cái gì nhưng mà ông chạy lạ lùng gì á, ông chạy một cái mình đuổi con kẹp luôn á. Do tại vì lần lấy nhang của mình là gần cái lần thành cái lần thành của mình nha, còn nhang của ở đây thì mình cứ để đi ha, mình lấy có nhang thì mình cứ mình đốt cái lần thờ cái lần thành của mình đi, nên lấy cái nhang của mình mình cứ đốt không. Tiếng này tiếng vừa thôi. Mưa tiếng kia mưa. Cô bác chị này, cô bác mình có nghe những cái tiếng máy ở bên dưới sông, cô bác ở đối diện với căn nhà là một cái dòng kênh khá là lớn đó cô bác. Tại vì đây là nằm ở một cái khu cánh đồng mà nó là một cái cặp một cái con kênh khá là to ở bên dưới. Thì này có những cái chiếc xuồng máy đang chạy ở dưới sông. Mình hồi nãy mình vừa bước vào đây mình thấy có một cái gì đó, cái này nuôi ở bên trong. Có thay chưa nằm ngay vị trí mà hôm trước cái người anh trai đấy chị nè hả? Chỗ này phải không? Rồi mình đi lại thôi. Nhưng mà không biết có phải là do cái con dơi hay cái gì không? Ê, trời. Ôi. Cửa đó cũng có khép luôn nha, bữa nay là lạ ta. Bữa nay là thấy càng lạ nữa nè. Có cái gì dưới vậy? Có cái gì kìa. Thôi. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Bá vô cái cổng. Trời ơi. Có sao? Má diêm mà sườn cũng trời. Rồi em xíu đi. Khoan từ từ thấy chưa? Con dơi. Cái gì? Con dơi. Trời con dơi. Trời con dơi chà bá luôn, trời nó bự dưới trời. Con dơi hả? Con dơi bự khủng khiếp luôn á. Trời. Không phải con dơi nhỏ lúc nãy đó nha, con dơi nó bự hơn nữa. Ê. Dạ. Vậy trời. Chị không phải con dơi đâu ông ơi. Bóng đen gì chứ con dơi gì? Đúng rồi đó. Cái đó con kia con dơi thiệt nhưng mà chỗ này không phải con dơi. Cả nhà. Đẩy vô luôn cái chết trời. Ôi trời. Khoan từ bình tĩnh. Ui da, trời. Gì vậy? Đứng đây cái điện nó lọt con xuống đó rồi. Mà ở nhà con làm nghỉ chắc chắn là cái hiện tượng này do ở bên cái mộ rồi nè. Bà có chứng chuyện nha. Nó có ơi.
Anh vừa gọi qua cái mộ đó. Anh thấy là trong chỗ cái bụi gốc cây chỗ này nè, đây nè cả nhà nè. Chỗ từ cái bóng trắng từ gốc cây này cả nhà nó xẹt qua đây nè. Xẹt qua đây nè. Ừ. Mới thấy cọc luôn. Cả nhà. Một ly cái cam kịp cái nhà thấy không? Lúc nãy anh đang gọi cái này phải không? Anh vừa liếc qua anh kéo cam qua. Anh thấy con mắt anh thấy rồi nhưng mà cam không biết thấy được. Cứ xíu về Lâm sẽ coi cái cam lại cho cả nhà xem nha. Bóng trắng hả? Ừ. Tôi đi vô nhà tôi thấy trên thân thấy có cuốn đèn nãy rồi mình làm hết hồn chạy chết đi trời. Phá luôn cửa nè. Cứ sao lần này nè. Ê, gì vậy? Sao vậy? Vậy ta? Cái gì? Ê, hồi nãy là anh đẩy mạnh lắm á nha, anh đẩy vô dữ lắm luôn á mà đóng ra nữa hả? Bây giờ nó cứ ngắt luôn á chắc á. Ôi trời ơi cả nhà ơi. Ôi. Ôi. Đẩy em nè. Cẩn thận nha ta ơi. Chỗ này như mình nhớ là có cái mồ ở ngoài này phải không anh Long? Đúng rồi, nè, cái mồ chỗ này nè. Có chỗ cây cái này. Nè ông bà có chút. Cái tiêu không thấy. Thấy không? Phút cái tiêu cây à. Nè, cho ông bà có chứng chị xem này nè. Nè cái mồ này ông bà có chứng chị. Cái bánh đen xuất hiện hồi nãy ngay cái vị trí này. Nè cái bánh đen khá là to. Cái nhà có biết không cái nó là một cái bóng đen hay là nó là một cái con dơi gì mà chưa biết mà nó rất là to. Lâm nghĩ là cái chắc có lẽ là từ xuất phát từ cái này ra nè cả nhà. Lâm nghĩ 100% là vậy luôn. À, gì vậy? Cái gì thôi? Mới dỡ cửa lên nó để quay vừa thay để thấy cái nhầm là mình có. Đâu có gì đâu. Gì vậy? Cái trang này cái file cố rồi. Ủa? Hồi nãy thấy nằm bên đây mà Tân. Anh nằm ngay kẻ này nè. Hả? Nãy thấy này nằm ngay kẻ này mà. Thì sao? Mấy ngày hai qua nó bị cái gì đâu đó ơi. Ôi trời. Ông nghe kỹ lên cái vị trí hôm trước mình nghe có cái tiếng đuổi mình á, để cái tiếng dao dao nè, không còn nữa nè. Thấy không? Không. Vị trí này hôm trước nè. Ừ. Cái cửa này thì cô hỏi mình không hiểu như thế nào mà nó lại tự động nó lại lật xuống một cách mà nó lạ luôn lắm cô bác. Quên. Để anh đi trước rồi. Đấy. Cái gì vậy? Ơi, trời ơi, giờ. Dạ, thôi. Giờ bự. Sao cái đủ thứ hiện tượng rồi trời. Cái gì mà. Ơi, cả nhà, thiệt tình á. Nó không giờ thường đâu. Không phải không giờ thường đâu. Rõ ràng á là khi mà có cái chai rùa đó xuống là con dơi. Em nghĩ có phải là con dơi không? Không, để nó chảy mặt thẳng vô thôi. Thì bây giờ em Tân sẽ đặt cái máy ở đây. Tâm sẽ đi xuống dưới quay cho cả nhà, nó bay tới bay luôn rồi luôn kìa. Giờ em Tân sẽ đặt cái máy ở đây nha cả nhà ha. Em đặt là có cái hiện tượng gì mà Tâm thôi, tới nãy giờ không thấy luôn đó Tâm. Bây giờ Lâm sẽ không biết có cái đường tìm cách nào Lâm đi xuống dưới quay coi ở dưới. Ok. Đi nha.
Qua đó nè, Tân. Chào ông bà cô chú anh chị. Hôm bữa là cái vị trí này nè. Cái vị trí ngay chỗ cái tay này nè Tân. Hôm bữa chỗ này phải không? Cái anh mở anh chạy té khói nhưng mà em mở ra là không có. Vướng có cái cam được hay gì nữa? Không, nè. Vướng không? Không, né nè, thấy nè. Kìa kìa, anh dơ kìa. Ủa vậy? Kìa anh dơ nào kìa. Đó. Kìa kìa, anh dơ nè. Cái này thì không lấy vô con dơi nó phá mình nó dơi đâu. Chắc gì mà con dơi nó phải dơi thường. Dơi ma không chừng nữa đó. Con dơi cũng dơi dễ thường rồi cả nhà. Trời ơi, nó câu được rồi. Vừa nổ nó bay ra liền không? Cẩn thận nghe Tân ơi, phải dơi thường rồi nghe Tân. Nó đang định làm gì vừa mình nó đang bay. Đứng cẩn thận đi, nó. Nó tiếng gì cả nhà ơi, hình như né nó coi chừng nó đó. Toàn đi thấy giờ thì sợ quá. Người anh trai hôm trước chạy ra có thì hiện giờ là mình đang có vấn đề gì, con dơi nó đang làm cái gì, nó đang hình như là nó muốn chụp vào người của mình nãy cô bác thấy nó bay nó chụp lên gì nãy nó bay nó đớp mình luôn kìa, nữa nó con nó mập xuống ờ nó bay qua sớt cái đầu luôn, né xuống không kịp luôn kìa. Con dơi này nó lạ quá cả nhà ơi. Ê con dán nữa là hủ hồn. Gì vậy? Ê, ui, cái gì Tân? Ui. Hồi nãy anh thấy một cái vật cái gì nó đen đen. Nó bám vào đúng không? Nó có nắm được cái tay của anh luôn, nó nắm cái tay của Lâm luôn cả nhà, cái tay ướt luôn nè. Nó nắm cái tay anh luôn á Tân. Thằng bà cô chú gì không sao phải không? Dính gì này luôn nè. Mà cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói chung là không có nói được gì đâu. Tôi không dám nói luôn. Anh cũng không biết gì nữa. Anh chỉ lo kéo mày ra thôi, nhưng mà khi mà nó có níu cái tay anh luôn á. Thì ông bà cô chú về để vô trọng coi lại thử nha. Đâu có bỏ được, không có gì gì thì về luôn thì không được cả nhà ơi. Phải vô tìm hiểu cho rõ mới được. Ê, dạ. Ông đi cấm cái đó hay vậy? Đi làm đúng. Nãy quýnh quá anh chạy ra, anh kéo mày chạy ra thôi. Phan nha. Con trắng nó phớt nó tiêu rồi. Nhưng mà có cái điều gì nó kéo anh Tân ra ta? Tối quá, anh không thấy luôn. Mặc dù là anh đang, tại vì cái lúc mà anh cầm cái máy, cả nhà có biết là Lâm đang cầm cái máy rung vơ vơ là lo kéo anh Tân ra không? Lâm không có chỉ vô đó được. Cấn người luôn, đừng bỏ, nó bỏ chát luôn, bị ế nãy. Ừ. Bây giờ anh nghĩ là ở bên đây, anh nghĩ sẽ bên đây nè Tân, bên đây nó kéo không qua. Đúng không? Cái vị trí này nó hai cái nó thông nhau. Thì đó. Thông nhau nhưng mà thôi ông tôi nói ông thì cứ vô, ông đừng lên vô, nó hiện luôn á. Đừng lên vô như chứ đó. Thôi. Anh sợ là nó nếu trúng tay anh. Tự nhiên nó có cái gì á. Ướt cái tay. Nói chung là tôi sẽ không có nói cho ông biết cái vị trí đó. Cô bác ơi thì cái hiện tượng mà mình vừa bị á mình sẽ xin lỗi cô bác, mình sẽ không nói ra cho bác mình biết cái hiện tượng đó, tại vì mình thấy nó thật sự nó rất là ghê mà mình không có diễn tả được đâu. Mà tại sao lúc mà anh vô anh cũng không, mà lúc đó có lẽ là anh không thấy đâu, tại anh cứ lo là làm thế nào mà kéo mình ra thôi, chứ không có để ý tới cái nhìn xung quanh cái đó luôn, anh cũng không thấy được luôn. Như vậy là kéo mình ra là mừng lắm rồi, chạy thôi chứ. Chắc có lẽ gì anh em mình thì mai mốt chắc cũng phải Lâm với Tân, hiện tại thì anh em chưa có một cái sâu chuỗi nào mà để trấn áp cái ma quỷ, hay cả nhà cũng chưa có lá bùa nào hết. Anh em mình sẽ cố gắng tìm hiểu đi kiếm một cái vị thầy nào đó để xin một cái ngày một cái tấm bùa đó để anh em mình đi tầng ở chứng này rất là nguy hiểm đó.
rất nguy hiểm này ta, nguy hiểm lắm luôn. Thôi ta đừng vô đó anh ơi, bây giờ thì chắc có lẽ là anh đi mình với anh cũng sợ đó anh ơi. Thực tế nếu mà em đi với anh với làm sao mà anh đi mình cũng sợ ông bà cô chú anh chị à. Mới thấy em tăng cái cảnh gì xuống dưới rồi một mình anh là sao như thế nào anh cũng ớn luôn á. Thật sự mày nói á. Bây giờ em đặt như thế ở đây đúng không? Em đặt cái lý này em tìm hiểu cái chỗ này tại vì nhưng mà em hy vọng là trên cái nước của em nó sẽ có sẽ có hiện tượng để cho có bác xem cái vị trí này. Thì thôi. Cái hồi nãy cái cam của em tuyết là em không làm theo quả dính của thì chắc có lẽ thì ông bà cô chú chị ơi thì nói chung bây giờ Lâm cũng phải ráng đi để cho em Tân đặt cái nghi thức ở đây. Bây giờ Lâm sẽ cố gắng nỗ lực và đi xuống dưới luôn cả nhà ha, anh đi mình luôn cái Tân ha, có gì anh hú là bay xuống luôn nghe Tân nha, có gì hú chạy xuống luôn nha. Dời. Cái này nó có cái chuyện của mình, nó sáng em mình không ăn sáng em cái mặt mình hoài giờ. Mình né nó nãy cô lắm, thấy mình né nó nãy giờ bây giờ tự mình đặt lại nó sáng em nữa. Anh nghĩ cái điều này coi chừng ở dưới nó sẽ kéo em, hồi nãy em có cái động tác nào nó kéo em dưới hay là nó kéo thế nào? Nói chung là cái đó tôi tuyệt đối sẽ không nói, nhưng mà tôi hy vọng là tôi quay cái cam để thấy cái nào thôi. Anh hồi nãy anh mang cái cam tới trỏng luôn đó, không biết gì anh coi thế nào nha. Bây giờ ông bà cô chú ơi, để cho em Tân đặt cái nghi thức đây, Lâm sẽ đứng dưới nha, không nói vòng vòng nhiều để làm gì mất thời gian. Đi. Bây giờ nó có thế nào cũng vậy rồi, giờ ai đó lo nha, giờ ở trên đây lo đi nha. Thì ông bà cô chú chị ơi, em Tân đặt nghi thức ở đây. Ôi hai con dơi nó bay. Em Tân đặt cái nghi thức ở đây, Lâm sẽ đi xuống dưới quay. Có cái hiện tượng gì lạ và Lâm sẽ lợi gần cái mồ quay chúng ta nhà xem. Em nghĩ là một cái hiện tượng của em Tân mẹ là xuất phát từ cái mồ đó đó cả nhà, chắc chắn là nó là gì xuất phát từ cái mồ đó, nên là Lâm sẽ đi tìm cách nào đi xuống nha. Ở đây thì có con đường là như nó dễ hơn nè, Lâm sẽ đi con đường xuống nha. Chúng chị cái vị trí nha, bà con chú chị thấy không, vị trí chỗ cái tay Lâm nè, có nhiều kêu Lâm sẽ đi gần lại chỗ cái mộ này cả nhà nè, cả nhà thấy chưa, Lâm sẽ đi lại gần cái vị trí cái mộ này. Quay lại nhà xem nha. Anh liều đi quay lúc như sao giờ. Hy vọng là đi xuống đây nó không có hiện tượng gì. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Án Ma Đi Bát Quan Hồng, Nam mô Án Ma Đi Bát Quan Hồng. Cái nhà này ghê quá cả nhà. Nó xuất phát từ cái ngôi mộ này. Thì cái ngôi mộ này người nam người nữ thì là không biết, nhưng mà Lâm không biết lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, nhưng mà đại khái là xin các vong linh cái ngôi mộ này cho Lâm được về. Xin phép quay cái video chứ không có ý phá phách và lấy những gì trong nhà này đâu ạ. Bây giờ thì đi thôi cả nhà ha. Xong rồi đây dưới đây là cây cối không nè. Dưới đường này. Nãy
chỉ này nè. Giờ làm không dám đi lại gần nữa. Đây là một cái ở dưới đây là sào, xung quanh là cây cối không à, mưa thì có nước nè. Mấy cây xanh này cây có rắn cẩn thận nha. Con mẫu ở cả nhà là thơm nè. Cái thai của Lâm nè. Thằng kia đó kìa. Đi tới cả nhà nha. Tăng ơi. Ồ nó còn trễ đủ. Nghe tiếng Tăng là được rồi cả nhà. Cây cối không. Nãy giờ nó im ở Tăng không thấy gì vậy Tăng? Vợ bà tới bà lùi phải không? Tiếng rên hả? Trời đi ghê vậy. Ở đây thì nãy giờ anh chưa nghe tiếng gì. Không nghe gì cả nha. Mình là mặc dù mình đang ở gần cái mộ luôn nè. À, bà có xuống chị thấy không? Chỗ cái tay Lâm nè, Lâm chỉ cái tay cho cả nhà xem nha. Đó. Cái đồ mộ nè. Đằng xa kia là cái bồn gì Lâm cũng không biết nha. Không đi lại chia sẻ cả nhà xem nha. Đi tới chỗ này là mình phải đi khám phá hết cái căn nhà này cho cả nhà xem. Ở dưới đây có một cái gốc cây rất là to nha nha. Thôi đụng luôn á. Ở vị trí này chắc là do cái ống nước bồn cầu người ta mưa qua. Có tiếng gì cả nhà ơi. Bây giờ Lâm sẽ yên lặng chút xíu, quay cái cam quan sát từ từ cho cả nhà xem nha. Đầu tiên là sẽ cái vị trí này nha. Cái vị trí bên đây. Giờ vị trí bên đây. Ở vị trí cái mồ. Vị trí bên đây. Mình sẽ đi ra đằng sau luôn nha. Tăng ơi. Tăng ơi. Sao nó im ru rồi ta? Có gì không Tăng? Ôi nghe tiếng hỏi nó không trả lời mà nó nói. Có nghe tiếng gì không? Anh ở đây anh nghe cái con gì kêu nó ớn lắm. Dạ hả? Nhưng mà dưới đây lại không có nè. Anh đang đứng gần cái mồ luôn. Ơi, hết hồn vậy? Cái gì vậy? À. Này là ông bà cô chú anh chị thấy không? Cái ngón tay của Lâm nè. Đây là cái mồ nha. Ơi. Mình không có quay cái mồ nhiều cả nhà nha.
Tại vì đôi khi cái người mà vong linh của cái mồ này người ta không thích, cho nên mình không nên quay được nhiều. Trời, chỗ cái lỗ này thấy cái gì nè Tân ơi Tân. Ở nhà cái lỗ này thấy cái gì nè cả nhà. Thôi bây giờ mình lên cả nhà, đúng rồi, căn nhà này có một cái hiện tượng vong linh rất lớn. Là mới thấy một cái vị trí cái lỗ đó, ngay cái chỗ là em Tân lúc nãy bị kéo luôn cả nhà. Thấy một cái gì trong cái lỗ đó quá quá. Thôi bây giờ em đi tầm sẽ đi lên nha, lên với em Tân nha, lên cái nhà. Đi lên rồi chắc ăn cả nhà. Thôi nhà đặt máy trống ha, có này nè anh nói nè, có nha. Lúc nãy là cái chỗ vị trí này đúng không, ở trong ngay chỗ cái vị trí mà em kéo nãy á, là nó có ở dưới phòng nhà nó có một cái lỗ, nó có cái lỗ bự. Thì cái lỗ đó anh vừa soi vào cái lỗ nó có một cái gì đó nhúc nhích ngay cái lỗ đó. Anh sợ hết hồn, anh chạy lên luôn. Nãy Lâm bình tĩnh lại cả nhà. Thì chắc có lẽ Lâm sẽ bình tĩnh lại và Lâm sẽ tắt cái kết thúc video tại đây. Bình tĩnh lại. Thôi. Lâm xin cảm ơn bà cô chú chị đã luôn ủng hộ hai anh em, ủng hộ Lâm nha. Cảm ơn bà cô chú chị nhiều. Bây giờ Lâm sẽ tắt máy và kết thúc để cho anh em đọc cái nghi thức rồi về coi cam lại sao nha.